Casillas, Tây Ban Nha hiện tại có nét tương đồng với Euro 2008. Cựu thủ thành Iker Casillas cho rằng đội hình Tây Ban Nha dự Euro 2024 có những nét tương đồng với lứa của Anh khi vô địch năm 2008. Tây Ban Nha hiện tại có những cầu thủ giỏi. Họ được tập hợp từ mọi miền đất nước, giống như chúng tôi ngày trước. Tôi nghĩ người hâm mộ thích như vậy. Đó là một điểm tương đồng, dù rất nhỏ, để chúng ta tin Tây Ban Nha có thể làm nên chuyện tại Euro năm nay, Casillas trả lời phỏng vấn tờ Marca. Casillas là thành viên của tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Anh bắt chính và mang băng thủ quân ở cả ba giải đấu đó. Thế hệ của Casillas chứng kiến tập thể Tây Ban Nha mạnh nhất lịch sử với những cầu thủ như Xavi, Iniesta, Carles Puig, Fernando Torres hay David Villa. Với những pha cứu thua xuất sắc, Casillas nhiều lần giúp Tây Ban Nha giữ sạch lưới. Không chỉ vậy, tư chất thủ lĩnh của anh cũng giúp giữ hòa khí trong nội bộ đội tuyển. Trước Euro 2012, không khí phòng thay đồ Tây Ban Nha đầy thù hằn giữa nhóm cầu thủ khoác áo riêu và nhóm chơi cho Barca. Casillas đã cùng Xavi và Puig triệu tập cuộc họp để giải quyết vấn đề này, giúp Tây Ban Nha vô địch. Đầu tiên, sẽ là sai lầm nếu so sánh các cầu thủ hiện tại với thế hệ 2008. Thế hệ của chúng tôi có lẽ là một trong những tập thể hay nhất lịch sử, nên đừng đặt áp lực lên lũ trẻ. Chúng ta đã nhiều lần nói vấn đề này. Hãy tận hưởng niềm vui mà các cầu thủ đang mang lại cho người dân Tây Ban Nha, Casillas nói thêm. Tuyển Tây Ban Nha từng gặp dấp thua tứ kết trước khi vượt qua lời nguyền này bằng trận thắng Italy ở Euro 2008. Khi ấy, hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút. Casillas đã cản hai cú sút của Antonio Di Nato và Daniele De Rossi để giúp Tây Ban Nha thắng 4-2 trong loạt luân lưu. Nhớ lại thời khắc đó, Casillas cho rằng đó là trận đấu làm thay đổi lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Tôi tin rằng nếu không có chiến thắng đó, mọi thứ sau này không thể xảy ra, cựu thủ thành 43 tuổi nói. Vào ngày 21 tháng 6 sắp tới, Tây Ban Nha sẽ tái đấu Italy ở lượt 2 bảng B của Euro 2024. Nói về cách theo dõi các trận đấu của Tây Ban Nha hiện tại, Casillas cho biết, tôi xem với tâm thế thoải mái hơn nhiều. Thời của tôi đã qua và giờ đây tôi tận hưởng bóng đá với tư cách là một người hâm mộ bình thường. Nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi có thể hiểu được những gì các cầu thủ đang nghĩ và cảm nhận. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.